giây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 20:20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cái bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hẹn hò đây. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng tôi chỉ lo là không biết là hẹn hò có được hay không. Nhiều khi có hẹn có hò nhưng mà không có bấm nút. Trái ngang vậy đó. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ tiếp tục thôi. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì Nhật? Dạ, ưu điểm của em là em hiền. Mọi vấn đề em đều xử lý một cách điềm tĩnh chứ không có nóng vội. Em thì lại thích những cái bạn mà có cái sự nói chung là thông minh, sự máu trong đó là về trong lời kinh doanh. Mình kết hôn khi nào nè? Em chưa có kết hôn ạ. Em tự mình quyết định là mình tự nuôi con. Kết hôn năm 2015. Có hai bé rồi. Em bé 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Hai bé gái. Có điểm nào ở con trai mà em không thích không? Nghe lời mẹ quá. Hay là đặt ví dụ như cái gì cũng bên mẹ. Anh thì không bao giờ mà nghe lời mẹ. Anh là tôn trọng cái đúng. Không đúng là anh sẽ không làm. Em tưởng đâu em biết nấu ăn thì anh nói cho em ăn chứ. Có chứ. Anh nói cho bạn nghe. Dạ. Vậy thì tốt quá. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, các bạn khán giả và chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Minh Nhật, em sinh năm 1988. Em ở Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai. Và hiện em đang làm là kỹ thuật về thiết bị y tế ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ở Đồng Nai mà ở với ai Nhật? Ông này là mẹ ruột, với một người em ruột nữa. Em trai hay em gái? Dạ em trai. Em trai tức là ở nhà hai anh em. Rồi ở chung với mẹ nghĩa là lấy vợ gì phải làm dâu không? Dạ không, ở riêng cũng được. Thôi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, chào nhà trai, chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, em sinh năm 1988. Hiện tại thì em đang làm kế toán cho một công ty ở Bình Phước. Và em đang ở cùng với mẹ ruột với con trai ạ. Rồi. Vậy là hai đứa cùng tuổi nhau đó. Dạ. Ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì Nhật? Dạ ưu điểm của em là em hiền. Mọi vấn đề em đều xử lý một cách điềm tĩnh chứ không có nóng vội. Làm việc tự lập, tự khuấy động cái sự năng động của cái tuổi trẻ. Luôn chủ động trong tất cả mọi công việc tình huống ha. Khuyết điểm của em thì em thì hơi bị dễ tin người. Với lại em không quyết đoán lắm. Em thì lại thích những cái bạn mà có cái sự nói chung là thông minh, sự máu trong đó là về cái vấn đề kinh doanh. Rồi, mời nhà gái. Em là một người rất là độc lập, chăm chỉ trong công việc, tôn trọng những người xung quanh mình. Em thích mang những cái năng lượng tích cực đến với mọi người. Vậy là giống bên kia rồi đó. Khuyết điểm của em á thì em nấu ăn dở. Ở nhà em bị chê hoài à. Em cũng có một chút xíu là nóng tính á chị. Em cũng cầu toàn nữa. Làm một công việc gì đó thì em phải làm cho nó hoàn chỉnh. Nói chung là một người rất lạc quan và tích cực. Bên kia thì đang sống với con. Dạ. Còn mình đường tình duyên sao? Em thì có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời đi học cấp 3. Còn mối tình thứ hai là khi đi làm. Nhưng mà cái đó chỉ là đa số là đơn phương. Thì mối tình thứ ba là vợ của em. Và em kết hôn năm 2015. Có hai bé rồi. Em bé 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Hai bé gái. Bây giờ hai bé gái ở với ai? Nên nó ở với mẹ hết. Nên mọi thứ em phải chu cấp. Hai vợ chồng chia tay nhau lâu chưa? Dạ em đi dị năm 2021. 21. Thì vấn đề của tụi anh thì vấn đề về gia đình thôi. Em rất sợ những người phụ nữ mà họ có những cái sự suy diễn nó quá tiêu cực. Vợ em là người như vậy. Rồi, mời nhà gái. Mình kết hôn khi nào nè? Em chưa có kết hôn ạ. Em tự mình quyết định là mình tự nuôi con. Bạn trai cũng nhỏ hơn em 4 tuổi. Tụi em có qua lại tìm hiểu thì cũng có dắt nhau về để ra mắt hai bên gia đình. Một phần là do hai gia đình không có muốn tụi em tiếp tục mối quan hệ. Thì dù em cũng đã có bé rồi nhưng mà tụi em cũng không tìm được tiếng nói chung và cũng chưa đưa ra được cái cách giải quyết chung. Tụi em chia tay lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Rồi thôi chuyện cũ chúng ta bỏ qua. Bây giờ chúng ta nói về chuyện tương lai đi. Nhà gái mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là bạn trai đó phải tử tế, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Phải biết bao dung, độ lượng. Ê, đôi khi nhiều khi em cũng còn trẻ con lắm. Trong tình yêu thì em rất là trẻ con. Em rất muốn được là yêu thương, được chiều chuộng, được nhường nhịn em. Có kinh tế ổn định một xíu.
để sau này mình đỡ phải lo về mảng kinh tế. Có điểm nào ở con trai mà em không thích không? Đầu tiên là em không có chịu được cái mùi thuốc lá chị. Thứ hai nữa là tính gia trưởng, nghe lời mẹ quá, đặt ví dụ như cái gì cũng bên mẹ. Em cần một người tử tế, cái chữ tử tế nó bao gồm tất cả mọi thứ rồi. Tìm một người tử tế đúng như mình khó vô cùng tận luôn em ạ. Nương thôi. Nhau mà sống thôi. Đúng rồi. Rồi chào nhà trai. Chào chị. Nhà trai có hút thuốc không? Dạ không chị, hút thuốc đánh bài hay là rượu chè là không có. Ngon lành. Tiêu chí mà nãy nhà gái đưa ra thì em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em có thể vượt qua khoảng 200% rồi. Ồ. Nói chung là cái tính em lúc nào cũng để cứ mỗi ngày nữa mình phải hoàn thiện mình tốt nhất. Bạn kia cũng mong muốn có một người con trai là ngày càng hoàn thiện về bản thân của mình hơn. Thì thấy là hai bạn là khá là hợp nhau á. Để nghe coi coi mong muốn về bạn gái của em như thế nào nè. Em mong muốn là thứ nhất là bạn phải biết chia sẻ với cái bạn đời của mình và với gia đình luôn. Em không muốn cái lối cũ hay là giữa mẹ chồng hay nàng dâu nó xảy ra những khúc mắc mà đến khi mà em gỡ không được á. Và thứ hai nữa là em sợ người phụ nữ có cái tính suy diễn tiêu cực. Còn ngoài ra không có vấn đề nào em phải lo nè. Rồi. Cho nó một điều nãy bên nhà gái là có đề xuất ha, cái kinh tế phải ổn định. Bây giờ nếu như mà hai người lấy nhau, em có thể đủ lo cho hai mẹ con bên kia, cung cấp cho con mình, thậm chí là cũng còn sinh được nữa. Thí dụ vậy. Cái vấn đề mà lo kinh tế thì nó không phải là vấn đề của em. Cái vấn đề của em là cảm xúc. Nếu mà hai vợ chồng cùng cảm xúc, cùng chia sẻ, thì mọi vấn đề nó đều được giải quyết hết. À, chào em gái. Em chào. Bây giờ anh hỏi giùm em gái tất cả mọi chuyện đó, em an tâm chưa? Dạ. Em có phải là người thích kinh doanh không? Dạ, em rất thích ạ. Rồi, đúng như bên kia rồi. Nãy giờ anh kia anh đưa ra cái yêu cầu như vậy thì em thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là mình đáp ứng được 80% ạ. Đấy, tốt rồi. Rồi, một mẫu hình lý tưởng của em. Cao thì từ 1m65 trở lên, không có mặt bụng phệ, không có bị hói đầu. Em nói cái gì anh cũng có chứ gì? Ừ, sao có hết vậy? Bữa nay đỡ rồi đó. Nói cái gì mà đụng chạm người kế bên quá vậy? Mình tránh né né bớt cho nó đỡ không? Buồn mọi người. Khổ gì đâu. Nhà trai có hình mẫu lý tưởng nào không? Bây giờ như không có người nào gọi là lý tưởng với em hết. Thì em chỉ cần tính cách. Tính cách bạn ok là ok. Bên này ngon lành luôn á. Ngon lành. Rồi, được rồi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái của em. Em gái ha. Sao chào nhà gái. Dạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Em là em gái ruột của chị Thủy. Em chỉ muốn hỏi là khoảng cách cũng hơi xa anh. Cái việc hẹn hò của mình như thế nào ạ? Anh làm ở thành phố. Thì qua thành phố nó cũng gần rồi, sắp xếp được. Một tuần có thể khoảng 2-3 lần gặp. Tình yêu không có khoảng cách xa gần, nó chỉ khoảng cách từ trái tim tới trái tim thôi. Do người ta có muốn hay không thôi. Dạ, ông em nó lo là đúng đó. Em còn hỏi gì nữa không? Anh chị đến đây thì cũng là cái duyên. Thì em cũng mong là anh chị cũng cho nhau cơ hội rồi có gì mình tìm hiểu thêm ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi không mình ạ. Có ông Mai cũng lo. Anh khỏi lo, nó đủ bản lĩnh. Thôi được rồi. Mở rào. Bắt đầu đó Nhật ha. Đứng lên sẵn sàng. Tự em quyết định cuộc đời của mình luôn. Nào bước tới. Dạ cảm ơn anh. Rồi bạn mở cái quà xem nó có gì trong đó. Mình bằng tuổi nhưng mà mình kêu anh với em đi. Mình tập từ từ cho nó quen nè. À, đây là sách. Mình dạ. Gửi bạn sách về nấu ăn. À dạ biết anh không biết nấu ăn. Thì đúng nãy mình có nghe vậy. Bạn có giới thiệu đó. Bạn không biết nấu ăn, nhưng mà mình rất là rành về nấu ăn. À dạ, em tưởng đâu em không biết nấu ăn thì anh nói cho em ăn chứ. Có chứ, anh nói cho bạn nghe. Tại vì bạn phải tham khảo trước chứ. Tại mặc dù mình kinh doanh rất là nhiều, dạ. Mình bận việc suốt, dạ. Nhưng mà việc nấu ăn mình vẫn có thể nấu được bình thường. Dạ, vậy thì tốt quá. Em cũng có món quà nhỏ gửi tặng cho anh. Rồi, trong đây là hết hết thôi ạ, à. Còn này là đặc sản của Bình Phước. Hạt điều. Thì trong đây là có những ngôi sao thì nó tượng trưng cho sự may mắn. Cần có mấy viên kẹo thì em lúc nào cũng mong tình yêu nó ngọt giống như kẹo vậy. Rồi cảm ơn bạn. Hai người này là chủ động được rồi, chúng tôi chỉ ngồi chơi thôi. Nhớ hồi chị anh học điều nha. Cho mình xin phép gọi bạn là em ha. Em có thể chia sẻ được mọi thứ hay không? Nói về vấn đề kết hôn thì không những là em có thể chia sẻ mà em vẫn có thể gánh vác được về quản lý chi tiêu trong gia đình. Em cũng rất là thích kinh doanh, nhưng mà hiện tại bản thân mình chưa đủ điều kiện để làm kinh doanh. Thì ở nhà em vẫn kinh doanh online, rồi em tự làm những cái giỏ trái cây hay là giỏ quà Tết đó.
để em bán cho mọi người. Bạn cái gì hỏi về anh? Em cũng không biết phải hỏi gì nhiều về anh hết. Tại vì lúc mà anh chia sẻ thì em thấy là những cái mà anh chia sẻ thì giống như cái kiểu hình mẫu mà em đang nghĩ tới. Thì nói chung là những cái gì anh chia sẻ, thật ra nó là những gì tích cóp từ năm anh 24 tuổi tới bây giờ. Anh rất là nghiêm khắc với bản thân nha. Yeah. Nhưng mà với gia đình và người thân đó, anh rất là thoải mái, anh bao dung lắm. Và nhiều khi anh có thể lãnh bằng thiệt với anh. Dạ. Cho nên anh muốn em là có quyết đoán hơn, đừng có để gia đình mà bị cái phần thiệt mà mình lãnh nhiều hơn. Nhưng mà về tài chính. Dạ. Em cũng muốn là phải thật lòng đối xử với gia đình của đối phương. Ví dụ như thương người này thì thương cả đường đi lối về, chứ đừng thương mỗi mẹ rồi bỏ con. Nó tội quá. Anh thì hồi lúc mà mới lấy vợ, anh rất là khoái có bé. Cái vấn đề bây giờ thì bạn em ra có tuổi rồi. Anh thì rất là tôn trọng vấn đề mà phụ nữ, sức khỏe là hàng đầu. Nên có thể có theo sức khỏe của bạn. Rồi cái thứ hai nữa là vấn đề gia đình. Anh thì thương vợ, con, cha, mẹ, anh chị em bên gia đình vợ. Cũng như là anh thương anh chị em của anh, bên ruột của anh. Cái tính anh rất là ghét, nó nói tục á. Em thì cũng không có nói năng bậy bạ. Em cũng rất là đặt cao về gia đình. Thực sự là rất thương gia đình. Em như bản thân em hiện tại bây giờ là đang nặng gánh là em có mẹ với lại có con trai cần phải chăm sóc đó. Có một người mẹ. Dạ đúng rồi, là mẹ ruột của em. Còn về mẹ của anh á, thì anh thì không bao giờ mà nghe lời mẹ. Anh là tôn trọng cái đúng. Không đúng thì anh sẽ không làm. Mẹ em ở nhà đó là nhà riêng hay là có mảnh đất? Nền nhà với nhà ở thôi. Mẹ có gắn bó tình cảm với các anh chị em họ ở với mẹ của mẹ hay không? Anh chị em họ hàng thì ở xa lắm, ở Bảo Lộc, Lâm Đồng á. Ở trên này chỉ có mỗi mình gia đình nhà em thôi. À, vậy là mẹ có thể dễ di chuyển đến Sài Gòn rồi. Dạ. Tại vì anh muốn kinh doanh ở đất Sài Gòn này. Dạ. Nói chung là hai bạn có tư duy đều tốt. Mỗi bạn đều có những cái thế mạnh. Bạn gái bên kia có duyên, ăn nói, giao thiệp tốt, suy nghĩ sâu. Bạn trai này rất là bản lĩnh nha. Hai bạn mà đến với nhau, hợp tác với nhau thì nó rất là mạnh luôn á. Thôi bây giờ Nhật đứng lên, tiến gần bạn gái, hai người đứng kế bên chút xíu đi. Với những cái tư duy, cái tầm của em gái, cũng nên đến một cái nơi đô thị như thành phố Hồ Chí Minh để ta phát huy cái tài năng của chúng ta và phát huy cái giá trị kinh tế đó rất là nhanh. Bây giờ chỉ còn một điều là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau thế nào, nhanh hay chậm thôi. Mình đưa ra một cái khoảng thời gian dự tính đi. Em nghĩ bao lâu em quen hay kết hôn được? Em không có quan trọng thời gian, quan trọng đó là khi mà đầy đủ cảm xúc em sẽ đưa ra quyết định có hoặc không trong thời gian nào đó nhất định. Đúng rồi, anh cũng phải nghiêng về cảm xúc nhiều hơn. Hãy hát tặng nhau những giai điệu về tình ca chẳng hạn. Em xin được hát một đoạn trong bài Đêm Lao Sao. Đêm lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm nay cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm tiếc ta vô bờ. Em xin hết ạ. Cho cảm xúc hơi hát nổi. Hôm nay mình cũng xin góp vui cái bài. Nhưng mà bài này nó không về về đôi lứa. Bài Ánh Mắt Của Cha, Lam Trường hát. Ngày xưa khi con thơ dại, thuyền quẩn quanh bên cha mỗi ngày, để hẳn đến sân khấu lên đèn là bao dọn mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thở dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi, cảm ơn các những cảm xúc của hai bạn. Bây giờ chúng ta trở về ghế ngồi nào. Để tay nút bấm đi hai bạn. Chúng ta trải qua một cuộc nói chuyện cũng khá dài. Tôi nghĩ rằng các bạn đã hiểu cảm xúc. Chúng ta nên bấm hay không?
Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Một chút băn khoăn, một chút suy nghĩ, một chút đắn đo. Em có điều gì đắn đo? Thời gian tìm hiểu nó chưa có, thời gian tiếp xúc cũng chưa có. Nhưng em nghĩ là nên cho nhau cơ hội để được hiểu đối phương nhiều hơn. Anh nghĩ là chính xác đó. Hẹn hò với nhau được rồi, nắm tay nhau đi. Hai đứa này hợp lý lắm á. Lan nghĩ là hai bạn đều là hai con người rất bản lĩnh trong cái xã hội này. Hai đứa giỏi, có đó, có ý chí cầu tiến, có đầy đủ những cái năng lượng tích cực để chúng ta hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và về chung một ngôi nhà yêu thương. Một nụ hôn đầu tiên nào. Hãy tôn trọng ý kiến của nhau, hãy thương yêu nhau, chăm sóc, đặc biệt là quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc và bình an. Họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cặp đôi này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Diêu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Em có ông xã mà anh đi làm bên công ty, làm bên Hàn Quốc á anh, xong rồi mất bên đó, số không may bị mất bên đó. Ông xã em thì hồi xưa thì ít tuổi hơn em, ít tuổi hơn 12 tuổi là. Đến giờ này thì đang ngồi đây là cái khuyết điểm lớn rồi. Anh Linh với lại anh Chí Bảo là cái gu của em, em thích cảm thấy dễ mến, dễ thương. Thấy không? Đó, em thì đơn giản lắm, sống tình cảm, biết chia sẻ trong cuộc sống đời thường là được rồi, thì bấy nhiêu thôi. Mời nhà trai. À, ngồi lên đây, để đây. Chào anh Quỳnh Linh ạ. Xin mời nhà gái. Rồi, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Rồi, mời nhà trai. Cũng như cặp đầu tiên, chúng ta sẽ giới thiệu sơ về lai lịch cá nhân ha. Dạ, mình tên là Vinh, Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1971. Hiện đang công tác ở phòng BK02, công an tỉnh Đắk Lắk, phụ trách ở bên mảng hậu cần. Rồi, anh Vinh, hậu cần, sinh năm 71. Rồi, xin mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào Ngọc Lan, mọi người trong trường quay ạ. Dạ. Tên là Thu Hà. Dạ. Năm nay 42, đang làm việc tại Bình Dương. Chị Hà đang làm công việc gì ạ? Chị làm bên sale, bất động sản đó. Thời gian trước giờ này đang làm bên thời trang á. Coi như là rất là năng động. Thì bên kia không làm được thì mình chạy qua bên này làm. Dạ. Anh Vinh 71, bên kia 81 đúng không? Hơn nhau tròn chẳng chục. Mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình đi anh Vinh. Ưu điểm của mình là thích nghi với mọi môi trường. Trong công việc thì mình luôn là lúc nào cũng là người là chủ động. Khuyết điểm của mình đến giờ này thì đáng ngồi đây là cái khuyết điểm lớn rồi. Tới giờ vẫn phòng không chiếc bóng hả? Dạ. Đó, rồi, nhờ nhà gái. Ưu điểm của mình thì công việc làm cái gì làm bằng được, quyết tâm làm bằng làm được là cái tới nơi tới chốn. Làm tới nơi tới chốn nên yeah. Điểm yếu của chị là sống nội tâm, hay thương người. Ví dụ như thấy anh Linh quay mấy cái cảnh bên bên chương trình gì trước nay anh Linh quay á, rất là xúc động luôn á. Vượt lên chính mình. Đúng rồi. Mấy cái hoàn cảnh nó nhìn hay hay coi hay xúc động lắm luôn á. Dạ. Đúng rồi. Rồi mà người ăn không hết, kệ làm không ra đó. Mình ở nhà nằm hay là mình đi làm có công việc xong ổn định tối về nằm nghỉ, còn người ta quay chạy để người kiếm bằng tiền á. Dạ. Đường tình duyên của anh Vinh sao, nói cho bên chị Hà nghe đi anh Vinh. Mình thì đã từng kết hôn, có một cô con gái, ly hôn từ năm 2006. Giờ là lâu rồi á. Dạ. 17 năm rồi. Rồi con gái anh là
Cũng 17, 18 tuổi anh hả? Dạ không, lúc đó là bé được 9 tuổi rồi. Bé đang học lớp 3. Tới giờ là con mười mấy tuổi rồi đó. Con sinh năm 95. Báo cáo với mọi người là mình đã có cháu ngoại rồi. À, trời ơi. Ủa sao kỳ anh chia tay 10... À, đúng rồi, đúng rồi. Tính toán hơi chậm chạp chút xíu. Nói rồi đừng cho mặc đồ đẹp nữa, mọi người ơi. Có cháu ngoại như vậy, giờ con gái ở với ai anh? Con gái lập gia đình đang ở Đồng Nai. À, nhưng mà hồi nhỏ nó ở với ai? Hồi nhỏ sau ly hôn là con gái ở với mình. Anh chăm sóc con gái luôn? Dạ. Ồ, giỏi quá. Anh phòng không chiếc bóng cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ về đường tình duyên của mình nào. Em có ông xã mà anh đi làm bên công ty, làm bên Hàn Quốc á anh. Xong rồi mất bên đó, số trời không ơi. May bị mất bên đó. Ông xã em thì hồi xưa thì ít tuổi hơn em, ít tuổi hơn 12 tuổi là. Bé năm nay 12 tuổi rồi. Bé là trai gái em? Bé em bé trai ạ. Thế là từ khi ông xã chị mất là chị có tìm hiểu ai không? Có ai đồng hành cùng với chị không? Có một anh bên Hàn Quốc á, người Việt mình á. Dạ. Xong rồi cũng quen mà cùng này toàn gu, quen gu ít tuổi không à. Quen gu ít tuổi không hả? Không biết sao mà cái số vậy đó Lan. Chồng chị là nhỏ hơn chị 12 tuổi. Đúng rồi, là người sau này lại nhỏ hơn 10 tuổi nữa. Cùng tính cưới rồi quen 3 năm. Nhưng mà anh ta kêu là cưới xong rồi ở qua bên kia ở á. Dạ. Thì bây giờ mình thì bỏ con đấy không được, bởi vì bé đang đi học ở bên này á. Nói chung là nhiều cái cũng không có được suôn sẻ. Cũng có sang bên Hàn Quốc một lần chơi bên đó rồi. Dạ, nhưng mà rồi chị quyết định là chị không cưới, chị ở đây với con. Thì đúng rồi. Xưa giờ quen toàn người nhỏ tuổi hơn, còn bây giờ anh bên kia lớn hơn bên 10 tuổi đó. Quen người lớn tuổi hơn xem. Đúng rồi, mình đổi phong thủy đi em. Anh Linh với là anh Chí Bảo là cái gu của em thích, cảm thấy dễ mến, dễ thương. Thấy không? Tôi mời ông Xui. Anh cũng rất tự hào khi mà anh cũng có người nói là gu của họ. Thấy cái người đó là không phải là con người ta đẹp hay sao, nhưng mà cái tính cách con người sao. Em mong lên đây á là cái duyên của em á, là cái duyên, cái nở của em là không biết đi tới đâu. Nhưng mà lên đây để gặp hai người nổi tiếng là Ngọc Lan với anh Quyền Linh. Bởi vì em chưa gặp ngoài đời được, em rất là mong luôn á. Giờ gặp thấy sao? Em gặp ngoài đời dễ thương lắm luôn á, Ngọc Lan đẹp dễ ghê luôn. Mọi người cảm nhận không? Hai cái này cũng được lắm chứ bộ vợ nha. Yeah. Ngon không? Em tự tin lắm luôn á. Biết làm đẹp nè, biết chăm sóc gia đình nè. Nói chung là em tự tin. Rồi, bây giờ em muốn có người chồng tương lai như vậy rồi. Nhưng mà cao thấp thì có quan trọng không? Anh mặc phải gọn gàng chứ. Gọn gàng đúng không? Đập vào cái khuôn mặt mình là ngon phải quá. Nào giờ quen gu trẻ không mà bây giờ hơn 10 tuổi nhưng mà ta gọn gàng nha, chỉnh chạc nha, cứng cáp nha. Em không thích gì vậy đàn ông? Em không thích là người đàn ông nói nhiều. Em thích một người là gu của em á, là người đàn ông ít nói, chỉnh chạc. Ủa anh cũng nói nhiều. Vậy là không phải Quyền Linh anh rồi. Anh nói nhiều mà sao gu của em? Mọi người mọi cái tính cách anh. Nhiều người nói nhiều á mà lại không cái nào ra cái nào. Anh nói nhiều là được đúng không? Em nói á. Nói lên đây em suy nghĩ thì em quên luôn rồi. Em nói là chất lượng hơn số lượng. Được. Là ví dụ như nói ít thôi nhưng mà người ta hiểu nhiều. Anh Linh hiểu không? Cần phải nói bất chấp bịch chữ. Bên đây em nói chị nghe, bên đây là anh làm công an cho nên là hả? Không, em xin lỗi, em đính chính là em không phải công an. Ủa? Em là công tác tại phòng hậu cần, phòng BK02, cảnh sát cơ động. Em là lao động hợp đồng. Dạ. Phụ trách bên hậu cần. Mà cũng là tác phong của cái môi trường. Đúng làm rồi. Việc rất là kỷ luật và rõ ràng là, dạ, là có cái tác phong đó. Cái đó thì công nhận là đúng. Đó. Thế này Ngọc Lan này, khi chị thương ra chương trình á, là chị có ghi hết trong đó với là nói với các bạn bên chỗ tham gia đó, bên tập á. Cho một người giống kiểu mà gu của mình là giống kiểu mà chừng chạc này. Rất chững chạc. Giống ở bên công an hoặc là bên bộ đội hoặc là bên một cái mạng gì mà làm văn phòng, hay là không quan trọng là người ta học cao hay học thấp, em không quan trọng điều đó, quan trọng cái tính cách con người. Người ta ít nói, người ta chững chạc. Được. Rồi. Được. Anh này có đầy đủ những cái đó. Chút mở ra sẽ thấy. Chứ còn tình em mà chạm chịt em thích. Anh này là có đầy đủ những yếu tố đó luôn. Anh sao nè, anh Vinh. Dạ. Anh mong muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì đơn giản lắm, sống tình cảm, biết chia sẻ trong cuộc sống đời thường là được rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi. Vậy thì nhiều thôi đúng không? Thôi anh đi với ai? Dạ báo cáo với anh là em đi một mình ạ. Khuôn khổ. Khuôn khổ rồi đó. Bên này đi với ai? Em đi một mình. Thôi hai mình thì sẽ gặp nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh Vinh. Đấy. Bó hoa đẹp thấy chưa? Ảnh được lắm á chị. Thẳng tiến luôn. Anh chào anh. Chào em.
Cũng là lần đầu tiên trong đời anh cầm bó hoa anh tặng cho một người phụ nữ. Hôm nay em đang đặt cái quà trên mạng mà để hai đứa mình đeo hai cái vòng phong thủy cho nó đẹp mà chưa kịp về á, để em tặng sau cho anh nhá. Không vấn đề gì. Em tặng cái cải mà gọi là bấy lâu nay anh chưa có thì rất là tuyệt vời rồi. Đúng rồi, dạ em cảm ơn anh nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt nhau mình cảm thấy thế nào? Anh nhìn em thì nói chung là xinh xắn, khác nữa thì phải có thời gian tìm hiểu. Chứ hay là anh nhìn thấy em là cũng hiền, dễ chia sẻ. Theo anh nghĩ thì em cũng là người phụ nữ của gia đình. Bên này em còn làm được cả, biết chăm sóc gia đình nè, bên nội bên ngoại này, biết chăm sóc riêng tư của mình nè, biết tự làm đẹp cho mình nè. Em nói chung em tự tin lắm anh. Thì em cho anh hỏi là con em là năm nay là cháu được mấy tuổi rồi? Cháu năm nay là 12 tuổi rồi, 12 tuổi. 12 tuổi. Nó xin lỗi cho em hỏi anh tên gì ta? Em chưa nghe tên anh á. Anh tên là Vinh. Anh biết tên em chưa? Anh cũng đang định hỏi em đấy. Anh không nghe tên em. Lúc nãy thì anh cũng không nghe rõ lắm. Em là Thu Hà. À Thu Hà, ui cái tên đẹp quá nhỉ. Thu Hà quê em ở Nghệ Tĩnh. Anh thì quê ở Thanh Hóa. Hiện anh đang sinh sống ở Đắk Lắk. Anh thì mấy đứa con? Anh được một cháu, được một cô con gái. Anh nghe hình như là lập gia đình rồi đúng không? Đúng rồi em. Bây giờ anh Vinh nói cho bên kia Hà nghe đi. Nếu như anh có gia đình anh sẽ như thế nào? Và quan điểm anh về người vợ phải như thế nào? Những người phụ nữ trong gia đình thì mình không có đặt nặng nề lắm. Miễn làm sao cuộc sống nằm trong cái khả năng của mình, chia sẻ được những cái gì thì tốt nhất là cứ chia sẻ thành thật. Em thì chân thành. Cái gì mà bất đồng quan điểm á thì cũng nên có cái trao đổi ý kiến với nhau, chứ không phải nhất thiết là cứ phải coi như là lớn tiếng. Đó là như thế. Em không thích như vậy. Công việc của em là tự do thì anh làm trên đó, mà ví dụ như mà mình mà có nợ với nhau á, em mà về trên đó hay là anh về dưới này hay sao? Cái ưu điểm của anh là rất dễ thích nghi với mọi môi trường, ở đâu anh cũng ở được, miễn làm sao đến được với nhau mà sống vui, sống khỏe, sống có ích, thế thôi. Bởi vì là em không thích một người đàn ông á, mà nói thẳng ra là phải thoáng tí, em không thích keo kiệt á. Tiền ra thì tiền phải vào á, giống kiểu mà mình hay nghe bên cái vụ trù vậy đó. Anh nên công nhận không? Người đàn ông là không keo kiệt em thích rồi, vì đó là em nói chung chung vậy đó, kể cả phụ nữ cũng vậy đúng không? Vâng, sống cái đấy thì không phải là mình keo, cái tiết kiệm là khác mà cái keo kiệt nó khác đó anh. Mình không có hạt tiền mà mình phải tiết kiệm, chứ mình cái tính cách mà cái keo kiệt là phụ nữ đi đâu người ta cũng không thích á, không phải Hà mà ai cũng vậy luôn anh Linh. Rồi cái đấy là số đông rồi. Số đông là vậy, chị em mình phụ nữ ai cũng vậy mà. Nào chị đứng lên nào, gần nhau chút xíu. Hả? Đó, nếu chúng ta tìm hiểu được khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến với nhau, kinh tế mình có thể lo cho nhau được hay không, vẫn nắm tay đi đừng có buông ra nào. Anh nói trước đi anh Vinh. Mình có duyên có nợ đến với nhau thì theo em thì bao lâu thì được? Em thì tự do mà, để em tìm hiểu xem tính cách của anh thế nào đấy chứ, đúng không? Trẻ em cũng khó yêu lắm ạ, không phải gì đâu. Bởi vì là không phải nói là em chê ai hết trơn, nhưng mà cứ tìm hiểu em xem nào. Em khó yêu, nếu mà em mà dễ yêu thì bây giờ em chắc về nhà chồng lâu rồi. Thì đến giờ này đó. Rồi bây giờ quan điểm về tiền bạc, về chung sống với tiền bạc ai giữ như thế nào? Tiền bạc về tài chính nhá, thì dĩ nhiên là người phụ nữ là cái người coi như là nắm rồi. Mình mong muốn có một người nắm cái vấn đề đấy cho mình. Người vợ là phải giữ tiền á, không đàn ông giữ tiền nó hư. Cái này thì là đương nhiên rồi, không có phải bàn cãi gì hết. Mà em là tự lập lắm luôn á. Em nói thật với anh Hùng à? Tên gì? Anh tên gì? Vinh. Anh tên Vinh. Anh tên Vinh đúng không? Bởi vì lên đây nhiều bạn đấy quá là choáng quá, nói thiệt. Em nói thật với anh Vinh nè, em là em tự tin, biết chăm sóc bản thân này, biết chăm sóc gia đình chồng con à. Nếu mà anh thương con em thì em thương con anh. Bây giờ lấy nhau, ví dụ bây giờ con em thì anh có thương như con ruột không? Đối với anh cái chuyện con cái là con nào cũng là con, không có cái quan trọng là con của em hay con của anh hay là con của chúng ta. Thế có cái đôi nào để Ngọc Lan để em nhắc đây luôn, cái anh đó là hình như cùng quê em. Hà đang nhớ rồi, Hà nhớ luôn á. Anh Linh hỏi luôn á.
cô gái đó xinh gái lắm luôn á. Nói tính bấm rồi mà nói câu thế này. Hà nói sao mà người ích kỷ dữ vậy, là không phải là thật thà đâu. Người ta bình luận nói thật thà mà không phải là thật thà nha. Hà nói là người đó là người ích kỷ. Câu thế này này: con của em nhưng mà không phải thương được như con ruột, nhưng mà thương bằng cái tình người. Em nói này, em bây giờ em chấp tay em nói trời sân trường thế này luôn. Em nói á, bây giờ một đứa con nuôi, một đứa con đẻ đi, mà đứa con nuôi ngoan mình cũng thương hơn hơn con đẻ luôn á. Em nói thiệt, đó là em nói cái tình cảm của một người cha người mẹ. Ví dụ bây giờ anh lấy em đi, anh thương em thì anh thương con em, đúng không? Thương như con đẻ, như con ruột thì em thương lại anh. Con em thì em là số 1 rồi đó. Nếu mà anh thương con em á thì em thương anh là số 2, là số 1 luôn rồi đó. Nếu anh thương cha mẹ anh như số 1 luôn rồi đó. Nếu anh thương con em như con ruột thì em sẽ thương anh như con đẻ của em. Không, anh thương nhầm, con nhầm, em. Nhầm. Nên lột cái áo ra liền. Em thương con anh như con đẻ của em luôn, chứ không phải thương anh như con đẻ của em. Nói nhầm. Ý em vậy đúng không? Ý là người ta thương hay không thì trong lòng người ta, nhưng mà người ta cũng đừng, nhiều người người ta đừng thoát ra. Ngọc Lan hiểu điều đó không? Dạ. Rồi. Em nói thật, kể cả một người ta thương mình thì thương con mình, không phải thương được như con đẻ đi, người ta vẫn chăm sóc bằng một đứa con nít, bằng tình người. Bây giờ chị thấy anh Vinh sao? Đây là gu, đây không phải là gu từ hồi nào giờ của chị đó. Thế nào thì thế chứ, em nói ra anh mà em đã, em mà chọn được anh á, nói thật đó, là anh một người vợ là ok lắm ở nhà, bởi vì em kén lắm á. Em nói thiệt, đó là không phải là em, không phải quan trọng em tự tin đẹp hay là xấu hay là sao, nhưng mà em đã yêu ai là em chung thủy lắm. Yêu một người duy nhất không bao giờ mà em lăng nhăng đâu. Nhưng mà em rất là kén, kể cả 1000 người mà đến em yêu, em không rung động là em không yêu à. Nhưng mà bây giờ quan trọng là có rung động chưa? Từ từ. Chưa, từ từ hả? Rồi thôi về ghế đi. Rung động hay không chờ biết liền. Đúng rồi. Để tay nút bấm lên Vinh. Thế nào anh Vinh, thế nào? Giờ muốn cho cơ hội hay là sao? Để tìm hiểu hay sao? Em nói thế thì anh cũng xin nói là bây giờ mình cứ nhắm mắt lại, sau 3 giây kết quả như thế nào thì tự chúng ta sẽ ngẫm. Đúng rồi. Nói luôn. Dạ không nói. Thủ tục là phải bấm nút chị. Mà chị để tay vào nút bấm. Anh nhắn tin với em mà không hỏi con em, hai mẹ con ăn cơm chưa là em dần đó. Hỏi chắc em là em dần đó. Mọi người sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình. 3 2 1 bắt đầu. Hết thời gian. Không ai bấm hết. Lý do sao anh Vinh? Lý do em là... chưa rung động à? Không phải là không rung động, nhưng mà đến bây giờ anh nói với em như thế này này. Con em cũng như con anh, con anh cũng như con em. Mình thương giống như kiểu em nói á, tức là thương qua thương lại. Thì anh không đồng ý. Ở đây là như thế nào? Một khi mình đã xác định đến với nhau, con dù có là không phải con mình nhưng nó là một đứa trẻ, mình phải thương được. Mình thương được vượt qua cái vấn đề gọi là con anh con em đi. Mình thương một đứa trẻ giống như một tình người, giống như cái anh trong cái chương trình kia nói. Quen nhau mình bắt buộc phải thương nó, đúng không? Chứ không phải là cứ anh thương không. Em là anh phải thương con em. Em cái đó là ai thương con em là em thương bằng lại à. Nhưng mà thật sự là em cũng chưa rung động á. Nó thật lòng là vậy. Bởi vì em cũng đến tuổi này nhưng mà em cũng... Khó, chị Hà là khó lắm. Rồi, mình... chia tay nhau từ đây. Chúc anh về mình khỏe nha. Cảm chắc ơn. Mình chưa có nợ anh. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululuon, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululuon Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululuon. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúng ta không có hợp nhau, thôi để mình nhường cái cơ hội cho người khác. Chúc anh Vinh sớm có người yêu, chúc chị Hà sớm có người yêu. Vậy đi ha. Anh chúc Vinh mạnh khỏe nè, chị đi đường này nè.
Chị nào, chị nào? Vinh dễ thương lắm nha. Trời ơi, body, body. Chọn anh nữa nè anh Vinh. Anh Vinh ơi, lên đây. Anh Vinh. Có người anh chọn anh kìa. Xin phép chương trình nhá, cho mình hỏi bạn một tí nha. Dạ, chúng ta thì gặp. Đúng rồi, có duyên thì gặp. Nhưng mà cái duyên đấy chắc có lẽ mình phải có một cái gì à, từ 1 đến 2 với đến 10 được. Đấy, chứ không phải là tự nhiên mà mình từ 1 mà lại lên đến 10 được. Lấy số. Lấy số. Nhá, cảm ơn chị Nguyễn nha. Bắt tay cái. Thì em bắt tay tí lấy hết em về mạnh khỏe chứ. Vô không phải đây bấm hỏng bấm nút chứ có nhiều người muốn bấm lắm chứ bộ. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.